các bạn thì sáng nay check camera thấy ở bên Home Depot đang giao những bao bịch đất màu hồng cho nhà mình đó các bạn. Do mình đặt số lượng lớn thành ra là mình uh, lên online uh, mình đặt để họ giao đến nhà có tính phí nha các bạn. Đó. Thì uh, mình đang chuẩn bị uh, mua uh, loại bao đất màu hồng này với lại uh, bao đất uh, Potting mix cái bịch màu uh, xanh da trời của Miracle á, trộn với nhau để mà trồng mà cho những cây nhiệt đới trong cái sao mới vừa xây xong của nhà mình thì theo tính toán của ông xã mình á thì nguyên một cái sao có hai dãy đất để mà trồng cây á thì bây giờ nhà mình cần tầm khoảng 165 bao đất bự như thế này á các bạn đó và đây là loại bao đất màu hồng mà mình đã chia sẻ nhiều lần với các bạn là mình rất thích trồng cái loại đất này á. Trong cái bao đất này có một chút xíu cát có thể giữ ẩm cho đất rất là tốt. Đó cũng như có đầy đủ phân bón rất là tốt cho đất luôn mà mình không cần phải trộn thêm gì cả. Còn đây là bịch màu xanh dương của Miracle mà mình mới nói với các bạn á do là ở Sam Club đang sale giá rất là rẻ với 12 đồng một bịch hôm nay là hết giảm giá rồi nha các bạn thì nhà mình à, à, mua bằng xe nhà mình có đặt online để cho họ giao nhưng mà ở Sam Club á, đặt nhiều quá họ không có giao các bạn thành ra phải chịu khó lấy xe truck á, tới Sam Club à, lấy mỗi lần khoảng tầm 20 đến 25 bịch như thế này chở về nhà một lần cũng hơn là ở Sun Club cũng kế bên nhà thành ra cũng dễ các bạn và cũng hơn sau đợt này mình đang cần đất để trồng cây ở trong Green House thì nó giảm giá rất là vui vì tiết kiệm được rất là nhiều tiền luôn bên cạnh hai cái loại đất mà mình mới vừa chia sẻ với các bạn thì nhà mình cũng cần thêm phân gà nè để trộn chung thì phân gà cái loại này á mình mua ở ACE mà mình thấy mọi người chia sẻ giá rẻ lắm có 6 đồng hay 7 đồng cho một bịch thôi. Thì so với phân gà bịch màu xanh da trời trước đây mình mua là giá bây giờ tới 12 đồng một bịch lận. Thành ra là mình tới mình mua ở cái bịch này về nhà. Nhưng mà tiếc một cái là khi mà mình mở ra mình sử dụng thì nó lại không có tốt bằng cái bịch kia nha các bạn, đúng là tiền là của đó luôn. À, thành ra là bạn nào mà đang chuẩn bị mua cái phân gà bịch này thì nên lưu ý mình nghĩ là cái bịch phân gà loại này là cần phải ủ thêm cũng như để ngoài nắng thêm tầm khoảng 6 tháng nữa thì xài nó mới chắc chắn đó các bạn đây là những bịch phân trùng cũng hơn ở mạt cái thời điểm này nó cũng đang giảm giá đó à, nên thành ra là nhà mình cũng mua nhiều để mà chuẩn bị trộn vào đất để trồng cây nè đó và đây là bên trong cái rin sao Ông xã mình đang lấy cái đất cũ từ cái uh, phía bên uh, đây lúc trước đã trồng rồi á cho qua bên uh, phần uh, uh, ô gạch mới để cho để ở dưới phần uh, ở dưới cùng á các bạn Để uh, cho qua phần nửa thì để một lát cho khi mà cho đất mới vào thì cho cả hai bên luôn Các bạn thấy không? Tính 165 bịch là chưa có bao gồm cái phần đất bên cái 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 khu vực cũ mà mình nhà mình đã trồng rồi nha các bạn nếu mà xây green này à mà có hai cái khu để trồng cây như thế này mà chưa có đất đó, thì cái số lượng bao đất chắc cần lên chắc gần 300 bao á các bạn 300 bao nha chứ không phải là 300 bao đó và bây giờ nhìn cái khu đất này cảm thấy một chút xíu buồn ghê các bạn thấy không bây giờ chỉ còn hai cái cây mãng cầu thì thôi lúc trước cái khu này nào là vú sữa nhãn rồi cốc rồi đủ thứ hết bây giờ sau cái cái vữa đông đá thì bây giờ chỉ còn hai cái gốc mãng cầu dai thôi đó và bên đây là cái khu vực mới nè các bạn thấy có những cái miếng màu màu xám ở dưới đất á là mình bỏ những cái vỏ của cái trái đậu rồng hồi bữa mình lấy hột giống á, nó khô mình để xuống dưới để cho nó nó dễ thoát nước mà sẵn thì làm mà phân hữu cơ cho đất luôn đó và bây giờ sau khi đưa cái phần đất cũ bên đây qua bên đây xong rồi bắt đầu ông xã mình cũng đã cho đất mới vào các bạn thấy không và bây giờ đang cho cái bao phân gà mà hồi nãy mình nói mua giá rẻ đó đó nhưng mà thật sự giá rẻ mình không có tốt các bạn ơi Mua xong hối hận ghê luôn Khi mà ông xã mình bỏ cái bao phân gà này ra Trời ơi, qua ngày hôm sau hả quá trời cái con gì li ti li ti Nó bay vào đầy cái rinsa luôn các bạn Cũng như phân cái bịch phân gà này thấy có rất là nhiều cái miếng gỗ vụn á nó không có được mịn nguyên chất giống như là cái phân gà organic mà mình hay sử dụng mua ở JRN cái bịch bao màu xanh có hình con gà đẹp hay là đẹp đó ham rẻ thành ra là à, mua ngay cái loại này không có được tốt thành ra là nhà mình bỏ vào đây tầm khoảng ba bốn bịch gì đó thôi còn chừa lại lỡ mua 20 bịch rồi thành ra là còn mười mấy bịch lại dùng để um, ủ với lại rác nhà bếp để làm phân hữu cơ chứ không có sử dụng nữa các bạn. Thay vào đó sẽ quay lại mua cái bịch màu xanh nước biển á để mà trộn với đất trồng cây này. đó Và sau khi bỏ phân gà xong ha, ông xã mình cho thêm perlite. Các bạn thấy không? Mặc dù hai cái loại bịch đất mà hồi nãy mình chia sẻ với các bạn á, bịch màu hồng với bịch màu xanh là hai cái loại bịch đất rất là tốt đã có sẵn perlite trong đó rồi nhưng mà ông xã mình vẫn muốn trộn thêm perlite để cho nó thoát nước nhanh hơn đó các bạn bởi vì ở đây ở dưới là đất sét rất là cứng đó perlite nè khi mà ông, ông xã của mình bỏ cái perlite xuống ảnh chụp hình xong rồi ảnh vào nhà nói với mình ô ở ngoài tuyết quá trời luôn tuyết xuống quá trời luôn mà mà các bạn thấy mình quay không nhìn cũng giống y chang là tuyết ha đó, và bây giờ nhà mình sẽ trộn perlite với đất lên để cho hòa quyện với nhau. Và sau khi trộn đất xong hết rồi, đổ đất xong hết rồi thì bắt đầu nhà mình sẽ bắt đầu sắp xếp coi cây nào trồng ở đâu, ở đâu, à, cũng như đây là hai là cây cây mãng cầu sô cô la khổng lồ này cho nó ra ngoài để nó nó thoáng chỗ quá các bạn. Kế bên là cây vú sữa đã bứng lên trồng ở trong chậu đó thì trước khi mà nhà mình xem coi coi cái cây nào trồng ở đâu và mỗi bên như thế này á, là trồng được bao nhiêu cây á, thì mình cũng đã lên à, kế hoạch trồng cây nào ở đâu lên một cái tờ giấy sau đó ngồi suy nghĩ gạch tới gạch lui và à, cuối cùng cũng hoàn thiện được cái kế hoạch là mỗi bên trồng được bao nhiêu cây và mỗi cây sẽ nằm như thế nào đó đây là cái uh, list của mình dành cho hai bên các bạn thấy không một bên ấy thì toàn à, những cây khác nhau còn một bên là chỉ toàn cây mãng cầu mà thôi đó và ở mỗi à, nơi mình đang chuẩn bị trồng cây ấy, thì nhà mình sẽ ấp một cái chậu xuống để làm dấu rất là nhiều cây luôn các bạn thấy không và khi mà như thế này các bạn mình nghĩ trời không biết là Uh, Trộn Trong cái quy trình mà là đổ đất vào Trộn đất là mất hết tầm khoảng uh, 4 ngày đó. Và bây giờ tiếp theo là trồng những cái cây này Xuống hết trong cái rin sao này Là không biết bao nhiêu ngày đây đó. Đi quay những cái cây như thế này là Là đã thấy mệt rồi các bạn Chưa trồng mà đã thấy mệt rồi đó Đó Quá trời luôn Xoài, nhãn uh, Mẵng câu, ổi Mận, lý quá trời quá đất sợ nhất là trồng những cái uh, cây mà trong cái chậu bự khổng lồ á các bạn đó và sau khi trồng uh, cây bưởi nè cây nhãn nè cây ổi nè xuống dưới đất thì bây giờ ông xã mình đang uh, phải trồng cái cây xoài philippines nó nằm ở trong một cái chậu rất là bự khổng lồ các bạn thấy không À, khi mà mình trồng cái cây nào xuống đất mà nó nằm ở trong chậu nhỏ thì rất là đơn giản rồi còn nằm ở trong những cái chậu như thế này là hơi bị phê nè các bạn thay vì trồng những chậu nhỏ thì chỉ lấy ra chậu và cho vào đất thôi những cái chậu lớn như thế này ông xã mình phải thậm chí phải lấy cái phần gạch đi ra khỏi luôn á để cho khi mà mình bưng cái cây này lên cái chỗ trồng của nó được dễ dàng hơn nhanh hơn mà không có bị uh, uh, bể cái cái bầu rễ ấy các bạn đó cũng như là đào sẵn cái lỗ cho nó nè rất là to bự luôn và việc đầu tiên để mà trồng một cái cây ở trong một cái chậu lớn á là ông xã mình sẽ cắt bỏ cái chậu như các bạn đang thấy vậy đó nó cắt bỏ cái chậu chứ không có thể nào mà mà mạnh đến nỗi mà mà um, um, để cái chậu nằm ra rồi lôi cái cây ra các bạn phải sử dụng cái cách này thôi đó, sau đó thì sẽ mừng mò mẫm mò mẫm coi lấy cái đất xuống bớt để cho mình có thể khiêng lên dễ dàng hơn á mà lấy đất xuống bớt cũng phải cẩn thận các bạn phải mò mẫm từ từ mình là mình đang cho video chế độ nhanh hơn á chứ bình thường ở ngoài thật sự làm chậm lắm sợ động rễ á đó lấy đất ra mò từ từ khi nào mà thấy rễ lòi ra thì sẽ ngưng lại đó mà mắc cười ghê nguyên một cái chậu bự cái chỗ bán người ta đó người ta chỗ này chắc nó mới sang chậu à, ra sau khi lấy đất ra cái cây cái chậu đất còn có chút ép à và việc đầu tiên mà trước khi mà bỏ cái cây lên là mình sẽ bỏ những cái vỏ của trứng gà đã phơi khô và bóp nhuyễn đó các bạn bỏ xuống dưới vỏ của trứng gà này sẽ một phần sẽ giúp bổ sung canxi cho cây và phần còn lại khi mà nó chưa có uh, Nó chưa có gọi là gì ta Chưa có phân hủy á Thì nó giúp cho nước nó thoát nhanh hơn đó, Các bạn thấy không Một cái chậu to bự Sau khi mà lấy đất ra cẩn thận á, Thì nó còn nhỏ Bởi vậy ông xã mình bị hố hàng Tưởng là nó bự giống như cái chậu vậy đó Thành ra là đào một cái lỗ rất là bự Và sâu thì bây giờ Sau khi cào đất ra cái cây Thấy nó còn nhỏ đó Cái bầu rễ nó còn nhỏ đó Thành ra là phải uh, lắp đất lại đó. cũng như là uh, lắp gạch lại như thế này và mặc dù cũng như ban đầu mình chia sẻ mình sử dụng hai cái loại đất uh, trên thì không có cần phải trộn gì thêm nhưng mà với mỗi cây trồng nhà mình thì mình vẫn cho thêm cái uh, vỏ của trứng gà nha các bạn à, với lại đây là cái có cái tên là à, azomite mình mình không biết là mình đọc có đúng không mình sẽ cho chữ chạy dưới màn hình đó thì có một người anh chia sẻ với mình đó là khi mình trồng cây mình cho cái loại này xuống đó, như thế này rồi mình lắp đất lại đó, thì cái loại này sẽ bổ sung dinh dưỡng cho cây um, tốt hơn đó thành ra là mình mua cái bịch này cũng rẻ lắm các bạn, khoảng 1 đồng một pound thôi. Mua cái bịch 44 pound. Giá 40 đồng ở Houston Garden Center đó. Đó thì thật sự mình bữa giờ mình trồng nhiều cây rồi mình mình thấy là cho mình cho cái chất này thêm vô á thì cái cây nó phát triển nhanh hơn cũng như nó tươi tốt hơn và đây là cái bịch uh, Azomai mình mua ở houston garden center các bạn nếu mà bạn nào ở những nơi khác mà muốn tìm mua cái này các bạn có thể google uh, mình thấy ở trên amazon hình như cũng có bán nữa nhưng mà giá tiền nó sẽ mắc hơn là do phần uh, shipping nữa các bạn Hả? và ta da cuối cùng thì Nhà mình cũng đã trồng xong hết tất cả các cây à, xuống dưới đất ở trong sân sau rồi nè các bạn. Khi mà mình trồng thực tế á, thì nó hơi có một chút xíu khác so với à, kế hoạch ban đầu các bạn. Đó, phía bên tay phải các bạn thấy không? Đây là cây bưởi. À Chandler, bưởi hồng. Mình thích cây bưởi này lắm nên là mình ưu tiên mình trồng nó xuống đất và là cây đầu tiên nè các bạn. Kế tiếp là cây nhãn Hồi xưa mình cũng trồng cây nhãn ở vị trí này Giờ mình cho vào giống y chang như vậy luôn Đó, kế tiếp là cây xoài Munkunsi Cây xoài Thái mà mình rất là yêu thích Đó Cây đậu được hai trái Hy vọng là vài tháng tới nữa mình có thể thưởng thức cái loại xoài mà mình yêu thích nhất Kế tiếp là cây ổi Đây là cây ổi mình chiết từ cây ổi mẹ ở phía bên ngoài ấy các bạn Kế tiếp là cây mãng cầu Rồi cây xoài Philippines Philippines Google nói là xoài ngon nhất thế giới Không biết ăn sao như thế nào đây Kế bên nữa là một cây ổi khác Cây ổi nữ hoàng Hồi bữa mình chừa lại một trái để ăn thử Nhưng mà cuối cùng nó rụng mất tiêu luôn đó các bạn ơi Giờ trên cây không còn trái nào hết kệ đi còn nhỏ mà đó và kế tiếp là cây mận cầu dai Việt Nam à, rất là sai trái của mình nè à. đó thời điểm này đó là đã có rất rất là nhiều trái mận cầu to bự ở trên cây của mình rồi nè nhìn cưng không ừ. ở dưới phía bên này là hai cái chậu táo tàu mà mình bữa mình ghép á, mình ghép uh, táo tàu, tàu chico vào á, này mình không có trồng xuống dưới đất ở trong rừng sao nha các bạn, sẵn để nó ở dưới gốc rồi khoe luôn thôi. đó, còn kế bên cây mẫn cầu là cây xoài cũng xoài thái, tên là ram cây đó, ram cây này thì mình có hai cây, thành ra mình trồng hai tụi nó kế nhau. đó và có một cây rất là cao luôn, thành ra là mình mới chống những cái tre xuống sau đó mình cột và mình gị những cái nhánh cao cho nó nằm ngang xuống á các bạn giống như là mình mình huấn luyện nó gọi là mình training nó đó cho nó đưa cái đầu nó xuống để nó không có cao quá đó và bên cạnh đó mình tận dụng cái những cái gốc này nè mình trồng cây whiskey su vì wakizuru mình không có trồng ở trong uh, chung với đất ở trong gạch mà mình trồng ở một cái chậu 65 lông lớn đứng ở ngoài đó phía góc bên đây là cây uh, chanh ngọt uzu kisu mà mà bữa mình có chia sẻ với các bạn mình mới bấn từ ở ngoài mình đưa vào đây trồng cho an toàn trong mùa đông á. đó cũng ở trong chậu uh, 65 lông luôn nếu mà bạn nào mà trồng giống như mình á, thì chậu to hơn thì càng tốt nha các bạn Thì cây sẽ cho trái nhiều hơn Rồi phía bên đây Đây là những cái chậu mận cầu mình trồng từ hộp á cầu dai Việt Nam đó Thì cái chỗ này mình để dành để trồng cây mận cầu dứa Đài Loan á, Nhưng mà hiện tại mình chưa có Thành ra mình để những cây con của mận cầu dai Kế đây là cây mận cầu ly xà nè rồi cây mẫn cầu À, đỏ do thấy đỏ đây là mẫn cầu hoàng đế mẫn cầu hoàng đế ra bông rất là nhiều bữa giờ mình thủ phấn cũng đã lắm mình nghĩ chắc nó cũng sẽ đậu vài trái cho mình coi coi có đúng giống hay không mới hy vọng là ra đúng giống mẫn cầu hoàng đế nha chứ giống như lần trước mua mẫn cầu hoàng đế mà người ta bán người ta lừa mình ta bán mẫn cầu hoàng hậu á các bạn bởi vì hai cây nó rất là giống nhau đó kế bên đây là hai cây mẫn cầu sầu riêng mà mình mới vừa mua từ anh Florida mà mình có chia sẻ với các bạn đó hai cây hy vọng hai cây mẫn cầu sầu riêng năm nay cũng ra bông à, để cho mình thụ phấn để cho đậu trái coi mình coi có đúng là mẫn cầu sầu riêng hay không đây là cây mẫn cầu của bữa anh bạn ghép giùm mình nè Giant N với lại Lisa Pride ở xa xa cây bự là mẫn cầu chất lịch mới đầu ở đâu có dự định trồng hết những cây mảng cầu này xuống dưới đất đâu các bạn nhưng mà sau khi mà trồng thấy cũng còn dư đất nhiều á thành ra là thay vì cuối cùng mình định trồng cây mẫn cầu -cô la ở trong chậu bây giờ mình cho xuống đất luôn thậm chí trồng hết các loại mảng cầu xuống mà vẫn còn dư chỗ thành ra là mình trồng luôn cái cây mận này gọi là cây mận điều Đó. kế bên là cây uh, xoài cũng xoài thái tên khác tên là bim men Bim, men, hay sao á Để mình coi coi Bim, sen, mum Thành khó quá ừ, Kế bên đây là cây uh, Wikishu Wikishu thì mình có tới 4 cây lận. Thành ra là mình uh, Ưu tiên trồng một cây xuống dưới đất giống như vậy Phía góc bên đây là cây chanh thái Chanh thái bữa mình bứng vào đó à, Bây giờ vào đây em Thích vui lắm, thành ra là em rất là Xanh tươi tốt đó Đó, phía bên đây mận cầu sô-cô-la nè Mẫn cầu sầu riêng nè à, Cây này là mẫn cầu ghép Cây uh, Giant Gupner, Do thái xanh Đó. bữa cũng không có định trồng mấy cây này xuống dưới đất đâu các bạn mấy cây ghép này nè định trồng trong chậu khi nào nó khỏe mạnh mới trồng nhưng mà sẵn thôi trồng luôn ở trên đây là hai cây mận cầu uh, do thái xanh mình trồng từ hộp uh, để dành ghép phía bên đây là cây này là cây lý, trái lý á các bạn, trái lý mà ăn thơm hay là thơm á, mình cũng mê thành ra mình mua mình trồng, thì uh, cây lý thì mình chỉ trồng ở trong chậu thôi, bởi vì cây lý thì chỉ là thích um, hơi hơi thôi chứ không có thích nhiều. phía đây là cây vú sữa bứng uh, từ ở dưới đất á cho vô chậu luôn nè, Đó. bên này là cây mận cầu um, do thấy đỏ và cây coi mận cầu út nè ở phía góc bên đây là một cây cam cam taxic xịt cây này thì trước đây mình mua ở Costco á thành ra là còn nhỏ cái thân nhỏ xíu à thành ra trồng ở trong chậu 65 mươi này nhìn nó không có xứng tay ngân các bạn nhưng mà hy vọng một hai năm nữa nó sẽ to bự hơn và nó sẽ cho trái cho mình với cái chậu 65 mươi lăm này đó vậy là xong á các bạn ừ, đây là cái rinse house. Hoàn thiện của mình. À, bây giờ là chỉ à, tưới tắm mỗi ngày, cũng như là à, hy vọng là tất cả những cây này mình trồng xuống là mình yêu quý á, nó sẽ sống à, trường tồn rất là lâu à, với mình, vượt qua hết được những mùa đông khắc nghiệt nhất ở Houston, Texas. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Mến chúc các bạn có được một ngày thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc. Nếu bạn nào thích video của mình, xin hãy nhấn nút đăng ký cũng như nút like để ủng hộ cho kênh của mình nữa nha. Bye.